Use why for question. Okay. Use because for answers. Okay. Chắc bạn thấy là dùng pra why nó không sầm nua. Okay. Ví dụ sầm nua hay dùng pra because nó không ví dụ sắm ví dụ chấm chấm lại. Okay. Why bạn thấy thay why bạn thấy là had away. Okay. Hay because bạn thấy là bị pro. Okay. Had away. Dùng cho lại tiếng bị pro. Okay. Alo, dùng mở từ ha. Why are we lost? Okay. Why are we lost? Chẳng bao nhiêu thà hay bị bao nhiêu dưng vòng về phải nào? Hay bao nhiêu vòng về? Vòng về từ chấm lái. Because we didn't read the maps carefully. Okay. Bị bao nhiêu bán mở panty miền bán mở panty ở bán trầm trào miền bán chủ chợ tồn tại. Okay. Because we didn't read the map carefully. Bố bố dớ mình bán mơ phần tí đòi dụ chạy tự đá. Ok. Ok, mới tiết. Xong đúng mới tiết. Kì xua tha, why are we at this petrol station? Hay là bây giờ dướng nó còn lại sang đi chạy sang nì. Ok. Chấm lấy tha, because we are lost. Ok, because we are lost. Mà tha, bố 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 dướng vốn, vốn về. Hay là bây giờ dướng nó sang đi chạy sang mới đi. Vậy đó, bây giờ chạy như thế là, oh, because we are lost. Đói sao ta dùng về nhé, bạn phải nâu nâng lấy chạy sang của mình nhé. Ok, bây giờ chúng mơ. Ok, why? Why your question? Ok. Hay, nâng thắng answer dưỡng, cứ chạy mơ. Ok, because. That's why you do some nua. Hãy cần đôi khi, đôi khi nha. Hãy cần đôi khi nha để some nua, gây chậm lại. Ok. So why? Chạy thật because. Why? Because, okay. Clay, mình xăm nhắm. Sưu chấm nắm. Hay, sưu riêng, okay. Và xăm dương tam đàn đọc nè, okay. Hay, xăm khâm tay dương đừng bàn mơ video xăm rạp bì riêng tiếp răm thẳng ổn đi. Hay, ổn cũng chẳng, xăm rạp ca tam đàn, xăm khâm tay dương chui tam đàn thuốc nà. Okay, ổn cũng chùm rượp lia. Bye bye.